Xe kia là người ta chở những cái bó cây ngô tươi. Cái cây đấy là người ta đã thu bắp rồi nhá, người ta lấy bắp và luộc ăn rồi. Còn cái cây cây tươi thì người ta bán cho trâu ăn. Đấy, tầm tầm 30.000 một bó hoặc là 40.000 đấy. Nó tùy theo bó to bó nhỏ. Đấy, xin chào cả nhà nhá. Chào ông bà cô dì chú bác đã đến với video tiếp theo ở trên kênh. Đấy, ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục có mặt tại chợ chợ Châu Cốc Ly. Một cái phiên chợ rất là đặc biệt ở trên miền núi vùng cao. Đấy, người ta đang xem những con trâu con bò các bạn. Đây là trâu hai con này, hai con nghé, hai con cái chứ không phải con nghé nữa. Hai con cái nó cũng sàn sàn nhau, không biết là chắc là tầm 15 triệu một con các bạn. Đấy, người ta đang xem các bạn. Đến tại cái thời điểm bây giờ thì số lượng trâu thì đã vãn rồi các bạn. Đấy. Trâu đã bán gần hết rồi. Cuối năm này bao giờ các bạn biết đấy. Các mặt hàng nào bán cũng chạy. Dù từ lợn này đến trâu bò, dê bán đều chạy. Đấy. Và các bạn quan tâm là giá nó lên hay không thôi. Thì theo như tình hình cuối năm thì mình thấy là giá trâu thì cũng nhích lên một tí. Ngày hôm nay thì mình trực tiếp thì các bạn nếu mà các bạn xem thì là có một con trâu đực đấy, con trâu nó chắc chắn khỏe, một con trâu nó rơi vào 7-8 tuổi đấy, thì con đấy là người ta bán được với giá là 75 và người ta mua theo cân hơi nhá. Đấy, người ta mua cân hơi con đấy là nếu mà các bạn xem là video trực tiếp ngày 23 tháng 1 2024 ấy, thì các bạn vào video đấy thì các bạn thấy là người ta trực tiếp cân một con trâu được 6 tạ 6 và nhân với giá 75 thì được là 49 triệu 500 sao ấy. Đấy. Còn đấy là người ta bán nếu mà bán vo thì là người ta báo hơn, người ta báo là 5 người ta bán là 50 52 triệu lúc buổi sáng ấy, thì là người ta còn chưa bán. Nhưng mà đến gần buổi trưa trưa thì là người ta bán theo cân ấy, thì người ta người mua người ta trả với giá là 75 thì chủ cũng đồng ý bán. Thì là tính ra thì được có là 6 tạ 6 và tính nhân với giá 75 thì được có 49 triệu 500. Người chủ có trâu thì bị lỗ mất gần 4 triệu các bạn. Nếu mà bán vo thì có lãi nhưng mà bán cân thì lỗ các bạn. Đấy. Đây là phiên chợ rất là đặc biệt ở trên chợ phiên. Đây là người ta đang xem một con trâu to này. Con này chắc là sáng người ta cho giao lưu này các bạn không biết là người ta đang bàn giao vậy. Người ta đang bàn luận con này với giá bao nhiêu mình chưa biết. Thấy là người ta đang đứng xem thôi. Thôi, bây giờ thì về trưa rồi các bạn. Mình cũng không hỏi giá nhiều. Đây, con này đã bán đây này.
Về chưa? Alo. Về chưa? Ờ, đang lên xe. Về đã. À, em chưa, em vẫn ở dưới bãi. Ồ. Ở đâu? Anh lên xe ở đâu? Xe của anh đang để ở chỗ sáng nay anh em mình ơi, trên dốc ấy. Sáng nay. À, chân dốc mà đi xuống đấy á. Ờ, mưa to này chắc là vào chỗ nào ngồi uống nước chờ chứ không có đi mưa xuống là thôi thôi. À, đi vào chỗ lịch đi tí em ra. Đang ở đây ra chỗ lịch thế này. À, thế đợi em tí nhá. Ờ, đang mưa rồi hạt bét. Ờ, đây gọi là video cuối giờ rồi các bạn. Mình đi quay chủ yếu là xem cho bạn xem là cái khung cảnh buổi trưa thôi. Chứ giá cả bây giờ là cũng lười đi hỏi rồi. Trời thì rét, run run nữa. Đang mưa phùn nữa. Quan trọng là có chỗ nào thấy người ta súng lại thì mình quay cho bạn xem thôi. Còn hôm nay thì sáng mình đi hỏi, quay trực tiếp mình hỏi cho bạn rất là nhiều rồi. Nên giờ không hỏi nữa. Và chốt một cái câu đó là số lượng trâu thì ở trên chợ người ta bán được nhiều. Thứ hai là về giá cả thì nó cũng tăng. Đấy. Có một số con thì không tăng, một số con thì vẫn tăng. Những cái dòng trâu mà chắc thịt đẹp và chất thịt nữa như kiểu dòng trâu chơi thì nó có tăng. À, cần đi. Hồi cuối. Cuối. Anh nào muốn cân cho 50. Cho 50 đúng rồi. Với loại sàn sàn này chắc là 13 đến 14 không anh? 13. Ở đây có ba con nghé còi còi. Tầm 13, 14. Con kia thì chắc nhỏ nhất đi. Giá cái dòng nghé này nó cũng không được lên mấy anh nhỉ. Bây giờ là chủ yếu là đắt mấy con trâu mà nó kiểu cái chất thịt nó chơi trâu trọi ấy. Thì ví dụ như sáng nay ông bán cái con gì 75 giá hơi mà vẫn lỗ rồi. Con trâu lúc mà người ta cân 6 tạ 6 ấy. Ở đấy, đây đúng rồi đấy. Mà nếu mà để ông bắn vo thì có lãi. Nếu mà bắn hơi thì ông lỗ. Nhưng mà bán rồi, lúc đấy là ra kèo trước rồi. Bắt buộc phải bán. Bán hơi là bán 70 à? 75. 75 được có 49.500.000. 6 tạ 6 mà. Thì nếu mà để bắn vo thì ông bán trên 50 mà. Thì cân ra được có... Tính ra được có 49 triệu lỗ. Lỗ mất gần 4 triệu. Đấy. Nếu mà để hơi thì để vo thì lãi, bán cân nữa. Đấy, những cái dòng ý em nói là những cái dòng trâu thịt đấy nó mới giá cao, còn những dòng này nó vẫn thế nhỉ, chả thấy nên giá gì cả. À, kia kìa, con vây đuôi đang quay đít về đây. Ở đấy đấy. Không, con mấy anh phao đang đứng nhỉ, đấy. Cái con đấy, 6 tạ 6. Chắc là chủ đang lúc đấy là đang đoán trên 7 tạ thì mới có lãi. Nhưng mà hóa ra là nó được có 6 tạ 6 thôi. Đấy, núp cân ở chỗ này này. Nó đói nữa. Chắc nó ỉa vài đái mới ỉa nó lỗ đi ít nữa. Lúc no, lúc đói. No đói là ăn vào vài yến đấy nhỉ. Mọi người thi nhau đoán cân hơi. Ngô, à cỏ này. Cỏ này mới tốt này các bạn này. Cỏ này cho trâu ăn này béo này. Bao nhiêu? 50. Đây là cỏ rác. 66.
50 số số này bạn. Này mưa về to to. Ba bao à? Đấy. Đấy, mọi người mua cỏ về cho trâu bò ăn ấy, ở trên này nó rét ấy, người ta lừa đi lấy cỏ bác nhỉ? To lắm. À. Cái này một con trâu một bữa ăn hay là hai con bác? Con này hai con ăn no không? À, ở đây có xe bác ơi. Ở đây hai bò bác. Bác ấy lấy là 50. Đấy. Nếu mà chợ cỏ rác. Cái cỏ rác kia ngon kìa, béo. Bó như thế là 30 à anh ơi? 30 à? À. Bó cỏ ngô 30 các bạn. Nói chung là một số bác không có trâu, người già ấy, người ta đi chịu khó đi cắt cỏ và bán. Ở đây có con dê này các bạn này. Hai con dê người ta buộc ở đây. Dê. Ha, bắt chuyện luôn. Ôi trời rét quá. Bà con đi chợ về. Ôi, cuối năm rồi không trâu bò nữa các bạn. Chúng ta di chuyển lên chợ xem có gì vui không. Ở đây là khu vực chợ Cốc Ly nhé. Đấy, diễn ra vào sáng thứ 6, à sáng thứ 3 hàng tuần. Quần áo trẻ em 15.000 một chiếc. Quần áo 15.000 một cái 15.000. Xe mình vứt trong này này các bạn ạ. Xe mình vứt trong này. Ôi, ok các bạn nhá. Nếu mà các bạn muốn xem tiếp video thì là các bạn có thể là vào kênh Hải Bảo Thắng để các bạn xem nhé.